có cái nhận định sai, tại hồi nhỏ học là gì? Ba san đá ba san gì? Nướng đỏ ba san. Đất đỏ ba san. À, em thấy cho nên nhiều người lúc nào cũng nghĩ là gì? Ba san phải có màu đỏ. Thì hoàn toàn sai. Đá ba san thì lại là màu xanh đen. Và đó là cái đặc trưng chung, bởi vì ba san thì là thuộc nhóm magma 3 giờ. Thì magma 3 giờ là chứa sắt nhiều, cho nên lúc nào là cũng sẫm màu hết. Còn những magma axit thì nó sáng màu. Và thứ hai do chứa sắt nhiều, cho nên nó nặng. Cùng một cục đá, nếu là đá granite là nhóm magma axit, so với magma 3 giờ thì magma 3 giờ lúc nào cũng nặng hơn, tỷ trọng lớn hơn. Và cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ gặp các khối đá basan, và basan đây người ta gọi là basan lỗ hổng. Lỗ hổng tức là có nhiều lỗ, mà nhiều người gọi sai là đá ông, không đúng đá ông, tại nếu mà tôi gọi đá ông thì nó lẫn nó sang là đá laterite, là một kiểu đá khác. Thì để chúng ta nên gọi là đa ba gian lỗ hổng, có nghĩa là gì? Có rất nhiều những lỗ hổng. Vậy tại sao có những lỗ hổng này? Thì ba gian có những lỗ hổng này bởi vì thì chúng ta trở về cái khái niệm của dung nham. Magma là gì? Là hỗn hợp silicat nóng chảy và bảo hòa các chất khí, có nghĩa là trong cái magma đó có chất lỏng và chất khí. Cho nên khi mà nó lửa phun ra thì nó sẽ có nhiều kiểu phun khác nhau. Nếu mà nó phun ra chất lỏng thì cái lửa đó nó phun rất là êm đềm, rất êm đềm. Nhưng nếu mà trong magma đó có lẫn nhiều chất khí, giống như quả bong bóng, chúng ta bơm xong rồi chích một cái thì nó sẽ nổ. Thì cái pha nếu mà dung nham có chất khí thì người ta gọi là pha phun nổ. Vậy thì núi lửa sẽ có hai kiểu phun, là phun trào nếu mà là chất lỏng không, và phun nổ, và mức độ nổ có thể nhiều ít phụ thuộc vào cái bảo hòa chất khí như thế nào. Thì giống hệt giống chúng ta làm bánh bông lan, bột và chúng ta đánh lên, và cái động tác lên đánh lên có nghĩa là gì? Là chúng ta lấy chất khí chúng ta hòa với nó. Thì trong quá trình phun trào ở đây cũng thế, những cái chất khí bảo hòa nó sẽ hòa với dung nham này, và khi nó đông cứng và nó thoát đi thì tạo ra những lỗ hổng. Cho nên đây gọi là đá ba san lỗ hổng. Thì hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sử dụng đá ba san lỗ hổng này cho vật liệu xây dựng, trở thành cái model. Một mét vuông loại này giá nó có thể từ trên 100 ngàn cho đến khoảng gần 400 ngàn đồng, tùy theo cái loại đá khác nhau. Và khi trong xây dựng thì đá này người ta ưa chuộng bởi vì là có nhiều lỗ hổng này, cho nên nó dẫn đến là gì? Nó giữ ẩm rất là tốt, cho nên khi chúng ta xây nhà, nhất là ở hàng hiên độ, nó sẽ mát nhà. Nhà thứ hai á, nếu mà ở xây ở những cái gốc chẳng hạn như là hòn non bộ gì á, thì nó giữ ẩm tốt, dẫn đến là gì? Rung rêu, cho hòn non bộ chúng ta sẽ rất nhiều rung rêu. Đó là ba gian lỗ hổng nha. Cho nó tiếp tục đi. Rót nước cho thầy Phương tăng.